tắt cái dây ra. Xe thì mình chả đổ gì đâu. Rõ luôn này.
là 11-4 là anh hiểu đúng không? Lát nữa có thể cho nó thấp xuống được ngay. Ai cũng kêu mà, anh cũng kêu. Tao đang giã cặp cục su qua trị giá gần 100 triệu Việt Nam. Con là gì đây? Tí mình đi mua cái cận à, kiểu nó phải thế nhở, anh đang giã cặp cuộc khỏe gần 100 triệu để thử nghiệm. Bây giờ đi ăn này.
không thể bể được à? Làm sao bể được đúng không? Cầm máy quay cho anh cái, anh không được hút. Cho anh mượn hộp quẹt luôn nhé. Sâu bờ tắm ăn bán đồ đi bây giờ hai người đẹp nhau có đóng bảo hiểm không? Hay như cù hả? Ti hả? Anh chỉ cái loại đấy thì em với ấy chạy đi mua cho. Bởi vì đừng hay luôn. Rồi ba anh em mình thấy ba chiếc chạy đi. Em muốn đi ra không? Cứ làm kiếm. Giờ anh đang nói Giang rồi đấy. Có sức không làm thì không có dáng đẹp được. Chứ giờ để đói và gắn thì sao đẹp. Giờ mình muốn làm xong luôn. Ăn được chơi một lần. Quay lại lại làm được.
báo trễ quá.
Thank you.